Chào mọi người, là Thủy đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh qua bài hát Hello Việt Nam. Đây là một bài hát mà đã từ rất lâu rồi. Nhưng mà mỗi lần mà khi mà không biết mọi người sao, giống như Thủy đi máy bay á, mỗi lần đáp chuyến bay xuống hoặc là ở một cái sân bay nào đó mà mình nghe cái bài hát này nó vang lên, tự nhiên mình cảm thấy yêu quê hương, yêu Việt Nam vô cùng và mình vô cùng tự hào khi mình là một người Việt Nam. Nếu như các anh chị thấy thích cái video này thì đừng quên là hãy giúp Thủy chia sẻ cái video này, cũng như là nhớ bấm vào nút subscribe kênh, đăng ký kênh để cùng theo dõi những video khác của Thủy nhé. Đừng quên là Thủy có một món quà đặc biệt dành cho bạn. Hãy comment xuống chữ phát âm để mình nhận được một bộ quà tặng gồm 10 video phát âm cực kỳ giá trị từ Thủy nhé. Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu học với Thủy nha. Rồi, câu đầu tiên á, tell me all about this name that is difficult to say. À, cái name là cái tên Việt Nam á. Xin chào Việt Nam, hãy nói cho tôi biết tất cả về cái tên này đi. Okay, that is difficult to say. Thật là khó để mà có thể nói ra. Đúng rồi, đâu phải ai mà người nước ngoài người ta cũng biết đánh vần là chữ Việt Nam rồi, đúng không? Hoặc là bây giờ Thủy nhớ mới nhắc là cái chữ quê, cái chữ người ta Hội An á, rồi mấy sếp người nước ngoài của Thủy hồi đọc từ này rất khó luôn. À, nó sẽ là Hội An kiểu như vậy đó. Còn mình thì mình người tiếng Việt, người Việt mình nói tiếng Việt thì nó dễ đúng không? Nó có dấu đồ quen rồi. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì nó sẽ là difficult to say, nó khá là khó chứ không phải là dễ ha. Việt Nam, được chưa? Rồi, ở đây á, tell me all about this name. Hãy nói cho tôi biết tất cả về cái tên này đi. That is difficult to say. Khá là khó để mà có thể nói ra được. Rồi, ở đây thì mình sẽ học một cái cụm, đó là tell somebody about một cái gì đó, có nghĩa là mình nói cho ai đó về một cái gì đó. Các anh chị nếu được á, thì nhớ là cho Thủy một cái comment, cái cụm mà mọi người học được nhé. Comment xuống nha. Ví dụ comment là cụm là tell me about một cái gì đó, hoặc là tell someone about something, có nghĩa là nói cho ai đó về một cái gì đó. Và nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì mọi người hãy comment xuống cho Thủy cái ví dụ với cụm này. Thì ví dụ tell me about your job, nói cho tôi nghe về công việc của bạn đi. Hoặc là tell me about your lover, hãy nói cho tôi nghe về cái người yêu của bạn đi. Hoặc là nói cho tôi nghe về người yêu lý tưởng của anh đi, tell me about your ideal lover. Thì ví dụ như vậy, được không? Rồi, tell somebody about something, nói cho ai đó một cái gì đó. Rồi, coi có thể một vài điểm phát âm nhé. Tell me, à, chỗ này không đọc là tell. Thủy rất là thấy mất cười khi mà, không phải là mất cười mà thấy nó khá là vui khi mà chính Thủy cũng đã từng bị sai. Tại vì mình quen cái kiểu mà ví dụ mình có cái hãng điện thoại di động người ta, nên cái viễn thông người ta Viettel, và thế là cái chữ tell á nó cứ lặp đi lặp lại với mình, cái mình quen mất tiêu. Nhưng mà đúng thì nó sẽ không phải là tell mà nó sẽ là âm e và quên lưỡi âm l. Mọi người nhìn đây nè, nó sẽ là e và l. L tell. Ok, rồi tell me all, tất cả ha, thì không đọc là on. Có rất nhiều bạn và thậm chí như Thủy hồi trước thì cũng hay đọc là on, giống như từ in on. Sau này Thủy biết là à, nó là âm o dài, người mà hơi căng nè. O và quấn lưỡi âm l. All. Okay, không phải là on mà là all. Okay, rồi tell me all about this name. Okay, rồi chỗ này ha không đọc là zip mà nó sẽ là lưỡi ngậm hờ giữa hai răng. Nè, nhìn Thủy nè. Nó có một cái sự rung nhẹ. Thủy có làm một cái video mà hướng dẫn cho mọi người cách đọc của toàn bộ các âm trong bản phiên âm quốc tế ở trên YouTube. Kết thúc cái buổi này thì mọi người có thể là vào YouTube ha. Sau đó thì mọi người giúp Thủy á, mình gõ là bản phiên âm quốc tế Kiss English, à, hoặc là Kiss English IPA, là nó sẽ ra cái bản phiên âm cách mà Thủy đọc hết từng âm như thế này nè, để mọi người có một cái hình dung sơ lược ha. Và xem nhiều những cái video YouTube đi, tự nhiên mọi người của Thủy mọi người sẽ quen cách đọc này luôn, được không? Rồi, nó sẽ là about this. Thủy làm lại nha. Ê, this. Mình thấy tê cái đầu lưỡi á là mình làm đúng. Có ai thấy tê không? Tê thì comment tê Thủy nè. Rồi lưỡi nha, lưỡi ngậm hờ giữa hai răng đẩy hơi nè. Ok, rồi this. This và cái tên thì không đọc là name, mà chỗ này nó là âm ee, mình sẽ là ee. Name. Mình sẽ hay nghe là what's your name, chứ mình không nói là what's your name, không có name, mà nó là ee. Name. What's your name. Tên của bạn là gì vậy? Sẵn tiện hỏi luôn, what's your name? Come on, your name. What's your name? Ok, rồi. That, âm này cũng là âm về nè. That is. Thường mọi người sẽ để ý nó không đọc là that e, mà khi mà mình thấy mình nghe nó thường đọc nối lại, nó sẽ là that is.
cái âm T trong cái chữ that nó nối với cái âm is, nó cái nguyên âm y này thì nó sẽ là that is. Nhưng mà thường á, đối với giọng Anh Mỹ nó đọc lướt luôn, nó phải đọc lướt mà nối âm, nó sẽ nằm the, nó sẽ là that is difficult to say. Từ này cũng là một từ thì thấy thường mọi người thường sẽ có xu hướng bị Việt hóa, có nghĩa là mọi người sẽ không đọc là difficult, mọi người đọc là người ta difficult ha. À tiếp theo ha, chỗ này nó sẽ là âm ơ, âm ơ với lưỡi l này, ơ cold, ok, đọc theo thủy nha, difficult và to say, ok. Rồi nguyên câu này ha, tell me all about this name that is difficult to say. Nói cho tôi nghe về cái tên này đi, rất là khó để mà đọc nó. Tell me all about this name that is nó đọc nối âm luôn ha. Thật ra nha, nó có một cái hai vậy nha, khi mà mọi người học tiếng Anh á, và có nhiều cách học tiếng Anh, nhưng mà Thủy thì Thủy không có phải là sùng bái học tiếng Anh có bài hát, nhưng mà rõ ràng là học tiếng Anh có bài hát nó giúp Thủy rất nhiều về phần phát âm, bởi vì tự nhiên mình nghe nó nối âm á, cái mình vô thức mình bắt chước chứ mình cũng không để ý đâu, và vô hình hành cho mình cái phản xạ, nó hay lắm mọi người, nó vi diệu lắm. Lại nha, that is difficult to say, được không? Rồi đi lại với Thủy nha, tell me all about this name that is difficult to say, được không? Ok, one more time. Tell me all about this name that is difficult to say, difficult to say, difficult. Ok, nhớ cái từ này nha, nhớ từ này, bởi vì tôi thấy nhiều anh chị đọc sai quá, nên là tôi sẽ nhắc nhẹ. Ok, rồi hát lại câu này nhé. Tell me all about this name that is difficult to say, được không? Tell me all about this name that is difficult to say. Hy vọng là sau cái bài này mọi người đi máy bay, mỗi lần máy bay vừa đáp xuống mọi người hát luôn cho cả cái đoàn nó nghe luôn ha. Rồi đi tiếp với Thủy câu tiếp theo nhé. Let's go. It was given me the day I was born. Okay, yeah. It was given me. It was given me the day I was born. Okay. Cái tên này nó được gì ta? Được gọi là đã ra đời ha. Vào cái ngày mà tôi đã được sinh ra. À, cái tên này đã có từ cái ngày mà tôi sinh ra rồi. Tức là từ lúc mà tôi sinh ra tôi đã biết cái tên, tức là cái tên này đã tồn tại. À, cái tên này được tồn tại từ lúc mà tôi đã sinh ra rồi. It was given me, okay? The day I was born. Cái ngày mà tôi được sinh ra, the day I was born. Và ở đây thì nhắc nhẹ thôi, khi mà mình muốn hỏi, mình hay thấy là bạn sinh năm bao nhiêu á, thì mình hay hỏi câu nào ạ? Mọi người comment xuống dưới thử nè. When was you born? Đúng không? Bạn sinh khi nào? When was you born? Thủy ha, I was born in 1992. How about you? Mọi người comment thử nè. When was you born? When was you born? Mọi người sinh vào năm nào? Thủy ha, I was born in 1992. How about you? Mọi người thì sao? Comment thử cho Thủy biết mọi người sinh vào năm nào nè. When was you born? Okay. Rồi, ở đây ha, it was. It, ở đây mình cái mặt phiên âm nó sẽ là âm y ngắn. Rất nhiều bạn mình không biết á. Thậm ra Thủy thì chỉ cần nhiều và nhiều bạn đâu. Cứ là ít trong từ ít nhiều. Sau này mình mới biết là nó là âm y ngắn và nó sẽ là it. Okay. It was given. Given. À, chỗ này nó sẽ là e, âm y ngắn. E, g, given. Tuyệt đối đừng gặp là ghi nha, mà nó sẽ là âm e, given. It was given me the day. Âm a, day. The day I was born. The day I was born. Okay? It was given me the day I was born. Okay? Được không? It was given me the day I was born. Hey, đây, được không? Đây, bây giờ mình sẽ cùng hát cái thầy con này nhé. It was given me the day I was born. Đây nhé. It was given me, it was given me the day I was born. One more time. It was given me the day I was born. Được không? Easy ha. Đây con này nhé. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. It was given me the day I was born.
Ok, được không mọi người? Được thì comment ok nha. To know about the stories of the Empire Gold. Rồi ha, chỗ này ha, bạn đã vừa nối âm, bạn vừa đọc nhanh luôn nha. Want to know about the stories of the Empire of Gold. Rồi, thì cái đại lại ý của nó là muốn biết, tôi muốn biết, want to know about. Tôi muốn biết về những cái câu chuyện của một cái gì ta, một cái đế chế, một cái triều đại, lịch sử gọi là lâu đời, old. Ở trong trường hợp này mình hiểu nôm na là lâu đời, empire là đế chế, là đế vương vân vân. Thì đó, mình hiểu nôm na là tôi muốn biết về cái câu chuyện, về những cái câu chuyện của cái đế chế lâu đời này, cái vương quốc lâu đời này. Và ở đây á, thì mình để ý có một cái cụm mà người có thể học được, đó là cụm muốn làm một cái gì đó. Mình sẽ là want to verb. Mình thích một cái gì đó, mình muốn một cái gì đó. Ví dụ, do you want to sing the song? Want to verb. Want to sing a song. Mình muốn làm gì đó. Hoặc là want to eat, là mình muốn ăn cái gì đó. Và còn trong trường hợp này, tôi muốn biết về một cái gì đó, thì mình sẽ là want to know about. Và nhiều khi mình nghe trong văn nói, nó đọc lướt đi, nó sẽ là wanna, wanna. Tức là want to, nó sẽ là wanna sing, wanna eat, kiểu kiểu như vậy, được chưa? Rồi, trong trường hợp này là want to verb, có nghĩa là muốn làm một cái gì đó. Và want to know about, know đi với giới từ about, là biết về một cái gì đó. Trong trường hợp này là about the stories, về những câu chuyện of the empire of old, về những câu chuyện của cái đất nước mà người ta hình thành lâu đời rồi. Được không? Rồi, ở đây thì mình sẽ coi với thể một vài điểm phát âm và mình cùng xem cái sự gọi là nối âm của nó siêu siêu đỉnh nha. Đầu tiên á, want to know là muốn biết, want to know. Cái cụm nào mà mình thấy hay mọi người nhớ comment nhé. Want to know about the stories. Ok, stories of. Nó đọc nối âm nha. Stories of. Đọc nối, stories of. Ở đây á, mình thấy nó có cái y dài á. Story là y dài, nhưng mà thêm số nhiều thì nó lại là y dài thành y ngắn và thêm es. Và khi mình đọc ấy, nó sẽ là stories, âm đuôi là âm z. Okay. Stories of, đọc nối, stories of the, the nha. Bởi vì empire, em nó là cái nguyên âm, cho nên sẽ đọc là the empire of. Nó đọc nối chỗ này nha, empire of. Bởi vì cái âm r, cái thấp của nó là âm r, âm r, r. Nên khi nó nối với up, cái mình sẽ nghe là empire of, empire of, empire of old. Và of, âm đuôi của of nó là âm v, âm vờ mọi người. Cho nên mình sẽ nghe là of old, chứ mình không nghe là of old hay là of old vậy nha. Mình sẽ là of old, of old. Ở đây nếu mà bạn nào chưa biết thì bây giờ mình biết nha. Of này nè, kết thúc của nó là âm v, âm vờ, chứ không phải là âm f, không phải là âm F nha, như mình biết đâu nha. Nhìn thì thấy F đúng không? Nhưng mà đuôi của nó lại là âm V, âm V, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thử đọc chậm lại, rồi bắt đầu mọi người sẽ cùng nghe và cùng cảm nhận cái nối âm của nó nha. Want to know about the stories of the Empire of Vold. Empire of Vold, Empire of Old, cũng được ha. Không nối âm quen thì mình cứ đọc như bình thường thôi. Empire of old, empire of old. Okay, right. Bây giờ mình sẽ cùng hát câu này nhé. Let's go. Want to know about the stories of the empire of gold. Được chưa? Rồi ha. Want to know about the stories of the empire of old. Được không? Rồi lại nha. Want to know about the stories of the empire of old. Thử hát thì tất nhiên là rồi, đây là ca sĩ hát version qua đây thì nó bị lệch, nhưng mà thầy kệ mọi người thông cảm nha. Nếu mà Thử chỉ có thể đọc theo nhạc được thôi chứ thầy không hát được. Đi Thử nha. Want to know about the stories of the empire of old. Ok, đúng không? Rồi, đi tiếp nha. I say more of me than you dare to say. Ok, my eyes say more of me than what you dare to say. Rồi ha, mắt của tôi thì nói, cái đôi mắt của tôi nè, thì nói lên được ha, nhiều thứ về tôi hơn là những gì mà bạn dám nói. Rồi, ở đây thì mình sẽ học một cái động từ là dare to verb, là dám làm một cái gì đó. Và ví dụ như mình nói anh dám hả, thì mình sẽ hay thấy trong phim đó là don't you dare,
Don't you dare. Ok, kiểu như vậy. Dare to verb là dám làm một cái gì đó. My eye sees more of me. Tức là mắt tôi thì thấy. Trong một vài bản dịch thì thấy nó dịch rất là hay. Đó là tôi nhìn thấy, tôi tận mắt, tôi chứng kiến nhiều thứ hơn là những gì mà bạn tiết lộ ra. Có nghĩa là khi mà cô nhìn về lịch sử, những cái đoạn phim, những đoạn tư liệu cô thấy về Việt Nam á, nó hoành tráng, nó hào hùng, còn hơn với những gì mà mình kể ra. Kiểu như vậy đó. À, đó là một vài bản dịch thì thích hơn. Rồi, my eyes, mắt của tôi, phát âm nhé, my eyes, cái mặt phiên âm bị im, nó bị chạy ra phía sau mất, mọi người thông cảm nha. My eyes say more of me than what you. Nè, what, âm đuôi của nó là âm t và kết hợp với giờ trong từ you. Thì khi mà t với giờ mà kết hợp với nhau thì thành là âm t, mình sẽ nghe là what you dare to say. Và nhớ chỗ này ha, nó là âm e, e, mình sẽ là a, say, say. Giữa say và say âm e, e thì rõ ràng là mình khi mình đọc đủ cái phần nguyên âm đôi á, nghe nó hay hơn đúng không? Say, say, say. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng một câu với Thủy, nguyên một câu này nhé. My eyes say more of me than what you dare to say. My eyes say more of me than what you dare to say. Được không? My eyes say more of me than what you dare, than what you dare to say. Thì nếu như nó không nối âm thì chắc chắn là nó đọc nó sẽ hơi bị chậm đúng không? Nhưng mà đây mình hé nối âm luôn, nó nối âm rõ luôn á. What you dare to say. Rồi ok, giờ mình hát chay và không có nhạc nha. Hơi tập, mọi người thông cảm nhé. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the Empire of Gold. My eyes say more of me than what you dare to say. Được không mọi người? Rồi, đi lại một lần nữa. Tôi tìm cái version chậm, nó không có version chậm, cái nhạc nó bị, nó kiểu nó lợt lắm. Nên là thôi thì mình nghe hát chay nha, mọi người cũng tập cảm nhận thay thử nha. 2, 3. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the Empire of Old. My eyes say more of me than what you dare to say. Được không mọi người? My eyes say more of me than what you dare to say. Ok, được không mọi người? Được rồi, thì bây giờ bắt đầu mình chuyển qua lần phần thứ hai nhé. All I know of you is. À, cái này cũng là một cái mà mọi người có thể học và mọi người có thể dùng được luôn trong thực tế. Ví dụ, tất cả những gì em biết về anh đó là anh rất giàu. Thì ví dụ như vậy, anh có nhiều tiền chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ là all I know of you is. Tất cả những gì em biết đó là. Và cái cộng mà all I gì đó nha, là is á, nó cũng rất là hay. Ví dụ, tất cả những gì mà em nghĩ là anh, all I think about is you. Ví dụ như vậy. Thì all I know of you is all. Rồi, tất cả những gì mà tôi biết về bạn đó là tất cả những cái hình ảnh, the sides of war, the side of war. Thì war là chiến tranh mọi người nha. Side là mình hiểu nôm na thì nó là những cái hình ảnh trong chiến tranh. À, tất cả những gì mà tôi biết về đất nước Việt Nam là chiến tranh, là những hình ảnh của chiến tranh đó. Thì đúng rồi, cái bài hát mà trong ngữ cảnh mà trong thời xưa cách đây bao nhiêu năm đó thì đúng là nó là như vậy thiệt mà, đúng không? Và thật ra là mình rất là tự hào, đúng không, chứ đâu phải không. Mỗi lần mà Thủy, không biết mọi người sao, nhưng mà khi mà Thủy xem lại những cái đoạn tư liệu mà về chiến tranh, Thủy gọi là máu lửa vô cùng luôn. Việt Nam tiến lên, và đặc biệt là mỗi lần mà coi đá banh á, xong cái Việt Nam vô địch, tên là mình sướng kinh khủng luôn. Rồi coi với Thủy cái cách phát âm của từng cái nha. Chỗ này nó giống như Thủy hướng dẫn ở phần đầu, nó sẽ là âm o và cái lưỡi âm l, o quên lưỡi âm l nè, l. Có một số bạn sẽ hỏi cách đọc âm l như thế nào, thì Thủy xin phép nhắc lại một chút xíu, chia sẻ lại một chút xíu. Đó là Thủy có làm một cái clip ha, là cái này, những cái này nhỏ nhỏ nè, âm l, âm o, âm ơ, âm u nè, thì tất cả những cái này nó được gọi là cái mặt phiên âm. Và Thủy có làm một clip tí nữa mà mọi người có thể vào YouTube á, mọi người gọi là Kiss English, Kiss là K-E-S-S, Kiss English IPA nha, hoặc là Kiss English bản phiên âm, thì nó sẽ ra toàn bộ một cái clip của Thủy hướng dẫn toàn bộ các âm trong bản phiên quốc tế để giúp cho mọi người học phát âm nó dễ hơn. Các anh chị nhớ vào để mà xem nhé. Rồi, cái này sẽ học là all I know of nha. Không học là all mà nó là of you
of you. Và mọi người để ý nha, đôi khi mình sẽ nghe là of you, âm vờ luôn á. Thinking of you, I thinking of you. À, kiểu như vậy. Thì đôi khi mình sẽ nghe là of you, là âm vờ luôn á. Đôi khi mình sẽ nghe như vậy, bởi vì là cái từ nó sẽ là of. Đấy, được không? All I know of you is all, is all. Nối âm chỗ này ha. Is all the sights of war. Is all the sights of, the sights of, nè, war, war. Chiến tranh á, nó là âm về kép. War, war. The sights of, đọc nối, the sights of war. Và bật mí cho mọi người một chút xíu, đó là cái âm V kép trong tiếng Anh nó cũng khác lắm nha. Ví dụ tiếng Việt của mình là win, đúng không? Win, mình có cái window á, win. Thì tiếng Anh á, nó sẽ là âm w, và nó sẽ là when. Nếu mà để ý thì cái âm w trong tiếng Anh nó sẽ hơi, cái miệng hơi chu lên một chút xíu, thì làm hơi lố để mà mọi người có thể gọi là người ta nhìn được rõ khẩu hình miệng. Còn khi nói thì không cần phải lố gì đâu mọi người nha. Nó sẽ là when là được rồi, chứ không cần phải là when kể như vậy. Nhưng mà hướng dẫn thì nó hơi lố chút xíu, được không? Nó sẽ là âm when, được chưa? Nó sẽ là war, âm o nè, war, chiến tranh, war. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng với Thủy đọc nguyên câu này trước khi mình hát câu này nha. All I know of you is all, okay? Is all the sights of war. Is all the sights of, cũng được á, the sights of war. All I know of you is all the sights of war. Đi ha. All I know. Nè, có cái âm L đi ha. All I know of you, of you. À. All I know of you is on the sides of war, is on the sides of war. Okay, được không? Này, tiếng nhạc. The film's like Coppola, the helicopters roar. Rồi ha, một bộ phim được quay lại bởi ông Coppola. Tất cả những gì mà tôi biết về đất nước bạn, đó là những hình ảnh chiến tranh một qua một cái bộ phim của cái người gì đó, của đạo diễn hay là gì đó, của một ông tên là Coppola. Okay, the helicopters roar, cái tiếng gầm, cái tiếng rền của từ cái máy bay trực thăng. Ở đây á, thì cho mọi người chưa biết, mình có cái máy bay bự nó sẽ là airplane, còn cái mà helicopter là cái trực thăng, được không? Rồi, chưa được đi trực thăng bao giờ, nhưng mà thấy bà trên bầu trời thấy cũng nghe cũng hấp dẫn lỗ tai lắm. Đây sẽ là helicopter. Mọi người comment xuống giùm Thủy nhé. Helicopter, đó là trực thăng. Comment xuống, được không? Helicopter. Anh Dũng ơi, mình thiếu mất cái chữ P rồi. Có giùm Thủy nha, không phải là quarter mà sẽ là có chữ B nha. Comment cho đúng giùm Thủy nghe. Rớt mất chữ B rồi. Lại B phở ha. Helicopters là máy bay trực thăng, được không? Và roar là tiếng gầm. Mình có một cái bài hát của cô nào vậy ta? Tự nhiên quên tên rồi. À, Katy Perry là bài roar. À, roar là tiếng gầm của con sư tử. Roar, kiểu vậy đó. Thì trong trường hợp này, helicopter roar là tiếng rền vang, tiếng gầm của những chiếc trực thăng, được không? Thì tất cả những gì tôi biết về đất nước của bạn, đó chính là cái hình ảnh của chiến tranh qua một bộ phim của ông Coppola. Có những tiếng trực thăng nó gầm rú. À, the helicopters roar. Có thể một vài điểm phát âm nha. Bộ phim á, nó không phải là phim giống như tiếng Việt của mình, mà nó có cái âm L, nó sẽ là L, film. Không đọc là phim, mà nó là L, film. Ok, film. Dù lắm nha, hồi trước á, mình không biết hoặc về cái phiên âm này nè. Mình nghe người ta đọc là film, cái mình thấy, ủa, sao mình cứ đọc thành phim, mà người ta đọc cái gì? Film. Cái mình không hiểu sao nó khác dữ vậy. Sau này biết là thì ra là nó có cái bạn chữ L chỗ này, cái âm L chỗ này mà mình không để ý. Và nếu như mà đọc được cái âm L nhưng nó khác này, sẽ là L, film. Chưa đọc được thì cũng sao mọi người, từ từ nó quen ha. A film by Coppola, the helicopters roar. Âm này sẽ là âm O mọi người nha. Helicopter roar. Rồi, bật mí thêm cho mọi người một chút xíu. Cái âm W trong tiếng Anh hồi nãy nó cũng khác âm W tiếng Việt đâu, nó sẽ là W. Thì cái âm R trong tiếng Anh nó cũng khác một chút xíu, nó sẽ là
r, lưỡi hơi cong. Thì ví dụ nó có từ gì ta, rộng ràng, thì tiếng Việt mình sẽ là rộng ràng, hoặc là mấy anh chị miền Bắc sẽ gọi là rộn ràng. Còn đối với âm r trong tiếng Anh á, lưỡi nó hơi cong lên nó sẽ là rộn ràng. Được chưa? Rồi rảnh rang, rồi người ta rung rinh, kiểu như vậy, đó là âm r, được không? R r r. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với Thủy đọc cái câu này nhé. A film by Coppola, the helicopters roar, the helicopters roar, helicopters roar. Rồi bây giờ mình cùng với Thủy đi hai câu này nhé. Let's go. All I know of you is all the size of war. A film by Coppola, the helicopters roar, the helicopters roar, helicopters roar. Ok, được không mọi người? Rồi, hát lại hai câu này nhé. All I know of you is all the size of war. A film by Coppola, the helicopters roar. Ok, đi tiếp nhé. One day I'll touch your soul. Rồi, ok nhé. One day I'll touch your soil. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ học được một cái danh từ ha. Đó là danh từ soil. Soil nó có nghĩa là đất. Đất à. Và touch có nghĩa là chạm. Một ngày nào đó. One day không phải là một ngày, mà mình hiểu nôm na là một ngày nào đó. Ok, one day là một ngày nào đó. Một ngày nào đó tớ hoặc là tôi sẽ chạm vào cái đất của bạn, có nghĩa là tôi sẽ đặt chân đến nước của bạn à, kiểu vậy á. I'll touch, tôi sẽ chạm. Comment xuống nếu đây là động từ mới với mình nhé. Touch có nghĩa là chạm. Được không mọi người? Touch, touch là chạm. Rồi, và chỗ này nó là âm ơ. Nè, nhìn Thủy nha, nó sẽ là âm ơ. Nó sẽ là touch, touch. Và your soil, chỗ này ha, đất ha, đất, đất nè. Soil là đất. Nó sẽ là âm o, âm e. Và quấn lưỡi âm l. Rồi, nhìn Thủy hướng dẫn nha. O, e, oi, oi, soil, soil, soil. Ok, rồi. One day, à quên, có bạn comment thì mới để ý. Yeah, quên hướng dẫn cho mọi người cái chữ này ha. Rồi, cái chữ o, tôi sẽ ha, đọc sao? Chữ tôi sẽ, nó sẽ là cấu thành bởi chữ âm o, e nè. O, e, I, I. Và quấn lưỡi âm l, mình sẽ là I'll, I, L. Đọc nhanh ha, I'll, I'll. One day I'll touch your soil. Ok, rồi, được không? Điểm Thủy hai cái này nha. Một ngày nào đó tôi sẽ chạm chân đến đất nước của bạn. Rồi, điểm Thủy nha. Let's go. One day I'll follow you now. Quên chỉ cho mọi người một cái đoạn nối âm siêu hay luôn. Rồi để ý nha, touch chỗ này ha, nó là âm ch kết hợp với âm giờ nha nghe. I'll touch your soil. Ok, rồi hát nha. One day I'll touch your soil. Được không? One more time nha. One day I'll touch your soil. Ok, được không? Rồi, một ngày nào đó tôi sẽ chạm chân đến đất nước của bạn. Aha. One day I'll touch your soil. Tiếp nhá. One day I'll finally know your soul. Có một số bản nó ghi là my soul, là tâm hồn của tôi. Có một số bản nó lại là your soul. Aha. Rồi, nhưng mà Thủy thì thấy bản do nó hợp lý hơn. Rồi, một ngày nào đó tôi cuối cùng sẽ. Finally là một cái trạng từ, nó mang nghĩa là cuối cùng. Ví dụ, finally, I did it. Cuối cùng thì tôi cũng tán được nhỏ đó. Ví dụ như vậy. Rồi, finally know your soul. Soul trong trường hợp này nó lại là một danh từ, nó mang nghĩa là tâm hồn mọi người nha. Một ngày nào đó, cuối cùng thì tôi cũng sẽ biết, tôi cũng sẽ hiểu về cái tâm hồn của con người Việt Nam, của bạn. Rồi, soul là tâm hồn. Trời ơi, ở đây không biết có bạn nào biết cái bài hát New Soul không? I'm a new soul, I come to these strange words, na 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 ba la la.
Thì thấy có một đợt cái TikTok nó nổi cái trend là bài hát New Soul này, và Thủy cũng có làm bài đó, và sau khi làm xong là nhớ luôn cái từ này không bao giờ quên á. I'm a new soul, I came to this strange world. Bạn nào mà chưa biết bài đó thì tí nữa cũng kết thúc cái video này thì mọi người hãy vào YouTube gõ là Kiss English New, New là mới á, New Soul, nghe bài hát đó nha, siêu hay luôn, siêu dễ thương luôn. Này, one day I'll, tôi sẽ, finally, nhìn chỗ này ha, finally, finally know your soul. Chỗ này nha, mình coi một vài điểm phát âm ha, nó sẽ là âm ơ và âm u, sau đó có lưỡi âm l. Trời ơi, ngày hôm nay cứ âm l nhiều quá, hy vọng là sau cái livestream này mọi người sẽ biết cách đọc của cái âm l ha, nó sẽ là âm ơ và âm u. Ơ, ơ, có lưỡi âm l nè, ơ, ơ, rồi soul, soul, soul. À, không phải là soul mà là ơ, soul, soul. Ok, đấy ha. One day I'll finally know your soul. Rồi, nghe hát nhá. One day I'll finally know your soul. Ok, đi hai câu này nhá. One day I'll touch your soul. One day I'll finally know your soul. I finally. Đọc rất nhanh nhàng, finally, finally ha. Không đọc là finally, nó đọc là finally. I finally know your soul. Ok, được không? Tiếp nhá. One day I'll come to you. À, một ngày nào đó tôi sẽ đến bên bạn, tôi sẽ đến với bạn. One day I'll come to you. Một ngày nào đó tôi sẽ đến với bạn. One day I'll come to you. Và tiếp nhá. To say hello Vietnam. Ok, to say hello, để mà nói lời xin chào Việt Nam. Để nghe nó đọc không? Hello, hello. Nó không đọc là hello mà nó sẽ là hello, hello. Giống như lúc nào thì hướng dẫn mọi người á, hello, hello everybody, chứ không đọc là hello everybody, được không? Nó sẽ là hello, hello, hello everyone, hello, hello. Ok, rồi. One day I'll come to you. Chỗ này nó sẽ là âm ơ, và mình sẽ là không đọc là come hay là come mà nó là âm ơ. Như mình thấy nè, ơ, mình bình thường hơn rất hàm. Ơ, come, come. I'll come to you to say hello, hello, oh, Việt Nam. Ok, Việt Nam, được không? Rồi, hát thử câu thấy ạ. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Tôi hát cao quá, hát thêm nổi. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Được không mọi người? One day I come to you to say hello, Vietnam. Rồi, ok, được không? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng với Thủy đi hết nguyên một cái đoạn này nha. Rồi. All I know of you is all the sights of war. Up in my cupola, the helicopters roar. One day I'll touch your soil. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Được không mọi người? Last time nha, cùng coi có thể một bài để nói âm nha. Rồi ha. All I know of you is all the sights of war. Up in my cupola, the helicopters roar. One day I'll touch your soil. One day I'll find and know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Đi thử nha. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eye says more of me than what you dare to say. Cảm ơn mọi người vẫn còn đang follow kênh. Trời, có nhiều bạn mà vẫn follow á. Thả tim, thả tim. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi.
All I know of you is on the side surf wall, a film by Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soil, one day I finally know my soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Nhưng mà Joanna đã hoàn thành xong cái bài học của ngày hôm nay rồi. Đây là một bài hát siêu hay. Và cứ mỗi lần mà hát lên thôi là thấy niềm tự hào dân tộc vô cùng luôn. Hy vọng là mọi người vừa học được bài hát, lại biết thêm một bài hát nữa và lại thêm yêu thương đất nước của mình hơn. Chúc mọi người có một gọi là chúng ta một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Và cảm ơn các anh chị đã đồng hành. Đừng quên là hãy comment phát âm để mà mình có thể nhận được bộ phần quà từ Thủy nhé. Gồm có 10 video dạy phát âm miễn phí cực hay từ Thủy. Thanks and see you in the next video. Bye.